đời đắng cay bẽ bàng xa rời người trai yêu tìm thú vui hoang đàng kiếp sống ta lỡ làng với bước chân lang thang bao lần tôi muốn quên đi cuộc sống gian nay đã xa xôi rồi thân phận giờ đơn côi tựa áng mây ngang trời sóng gió xô dập vôi chiếc áo manh ta ơi nhưng tình cha trí nhân vẫn chờ tôi quay về
Có tiếng người gọi con giữa đêm khuya trong đền thánh ngài. Có tiếng người gọi con phán dạy con những lời êm ái. Lời ngài làm con cứ băn khoăn. Lời ngài hằng thôi thúc tâm can. Ngài gọi con đi, đi làm chứng nhân tình yêu ngài. Chúa rót vào hồn con suối ân thiêng tuôn trào tháng ngày. Chúa thắp vào lòng con lửa tình yêu đêm ngày rực cháy. Tình ngài ngàn năm vẫn miên man. Tình ngài vượt trên cõi không gian. Tình ngài yêu con cho dù tháng năm chẳng hao mòn. Và con sẽ thân thưa, nay con xin đến, nay con xin đến để thực thi rằng đời con quá ô nhơ không thể đáp tình. Chúa vẫn ở kề bên, Chúa dụ thương ân cần nâng đỡ. Lời ngài dạy con cứ an tâm. Đường dài dù bao nỗi trông gai, dù ngàn gian nguy, Chúa ở với con còn lo gì. Con sẽ thân thưa, nay con xin đến, nay con xin đến để thực thi chọn gọi con giữa muôn dân muôn người thế trần. Chúa đã chọn gọi con dẫu trần gian con còn vương vấn. Ngàn đời ngài tuôn đổ thiên ân. Ngài mặc hồn con áo thanh xuân. Ngài dạy con đi, con nguyện tín chung đời chứng nhân. Và con sẽ thân thưa, nay con xin đến, nay con xin đến để thực thi ngài. Phút ngỡ ngàng tình yêu Chúa cao siêu tràn ngập tâm hồn. Phút ngỡ ngàng tình yêu Chúa chọn con nên bạn tâm phúc. Rồi đời con sẽ hân hoan, để rồi miệng con sẽ ca vang ngàn lời yêu thương, ca tụng Chúa cao cả khôn lường. Và con Nhật ký 1166. Khi ấy Chúa phán với tôi: Hỡi con nhỏ của cha, con đừng sợ hãi, nhưng hãy trung thành với ơn cha. Nhật ký 1167. Satan đã thú nhận rằng tôi là đối tượng sự ghen tức của hắn. Hắn thừa nhận: 1000 linh hồn không làm tao thiệt hại bằng một mình mày khi mày nói về lòng thương xót lớn lao của đấng toàn năng. Các tội nhân khốn nạn nhất tìm lại được niềm tin tưởng và trở về cùng Thiên Chúa. Còn tao thiệt thòi tất cả. Nhưng còn nữa,
mày còn lấy lòng thương xót vô tận của đấng toàn năng mà hành khổ tao. Tôi ghi nhận thái độ căm tức của Satan đối với lòng thương xót của Thiên Chúa. Hắn không muốn tôn nhận Thiên Chúa là đấng nhân lành. Nhật ký 1168, ngày 29 tháng 6 năm 1937. Trong buổi điểm tâm sáng nay, cha Anzet đã gọi điện thoại đến chào thăm toàn thể cộng đoàn. Ngài đã từ Roma trở về và chiều nay sẽ đến thăm chúng tôi. Các chị khấn, các chị tập sinh và các nhóm học sinh tụ tập tại sân vuông, sân chơi của các nữ sinh trước tòa nhà để chờ đợi người cha yêu quý của chúng tôi. Các em nhỏ chào đón ngài bằng những bài hát và những vần thơ. Sau đó, chúng tôi xin ngài kể về Roma và nhiều điều tốt đẹp ngài đã xem thấy ở đó. Ngài đã kể chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ và vì vậy không còn thời giờ để nói chuyện riêng. Nhật ký 1169. Hôm nay, linh hồn tôi được kết hợp nồng thắm với Chúa. Chúa dạy tôi hãy luôn phó mình cho thánh ý người. Trong một giây phút, cha có thể ban cho con quá những điều con ước mong. Nhật ký 1170, ngày 30 tháng 6 năm 1937. Hôm nay, Chúa phán với tôi: cha đã nhiều lần muốn nâng hội dòng này lên, nhưng cha không thể làm được vì tính kiêu ngạo của nó. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết cha không ban ơn thánh của cha cho các linh hồn kiêu ngạo và thậm chí còn cất đi những ân sủng mà cha đã ban cho họ. Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta bước vào ngày cuối cùng trong tuần 9 ngày khấn lòng thương xót. Trong ngày cuối cùng này, chúng ta cầu nguyện cách riêng cho những linh hồn khô khan nguội lạnh. Chúng ta cũng không bao giờ quên các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, những gia đình đang gặp khó khăn, cũng như quý vị ân nhân của chúng con còn sống hoặc đã qua đời. Cuối giờ khấn, chúng ta sẽ khấn với Đức Mẹ cách riêng cho các bệnh nhân. Qua tuần 9 ngày với tất cả lòng yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ, xin Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp cùng Chúa cho các bệnh nhân được ơn chữa lành. Giờ đây chúng ta sốt sắng khấn ngày cuối cùng và hôm nay chúng ta cũng được rảy nước thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến và từ trời tỏa ánh quang mình. Lạy Cha kẻ cơ bằng, xin Ngài ngự đến, đừng ban ân huệ chiếu soi tâm hồn. Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là thánh trò hiền lương của tâm hồn. Chúa là sự nghỉ ngơi trong thánh lập thàn, là niềm bình an trong lung lệ rơi. Ôi sự sống Chúa tràn hồng ân, xin chiếu soi ngâm tràn tâm hồn tình yêu. Nếu không có Chúa trợ phù thì con chỉ thành kiến, thì con chỉ vô tội. Xin Chúa rửa sạch bớt nhớ tôi rồi chỗ khô khan, Chúa cho lành thương tình.
xin uống ăn điều cứng cỏi, sưởi ấm lạnh lùng chỉnh đốn sai lầm. Xin Chúa ban cho mọi tín hữu là những người tin cậy nơi Chúa. Chúa ơi, cho họ được hạnh phúc cứu độ và được an ý muôn đời. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nan chịu chết vì con, mà con đã ca lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con sống lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xa, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, càng thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy Mẫu và Nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu.
như tha nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy Mau và Nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy Mau và Nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhân tôn lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thân vong. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tân ca của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Thân Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kinh lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ 9, cầu cho các linh hồn khô khan nguội lạnh. Hôm nay, con hãy dâng lên ta các linh hồn khô khan nguội lạnh. Hãy nhận chìm họ vào vực thẳm lòng thương xót của ta. Những linh hồn này làm ta đau đớn nhất. Linh hồn ta tan nát khủng khiếp trong vườn cây dầu, cũng vì những linh hồn nguội lạnh này. Họ là lý do ta phải kêu lên: Lạy Cha, xin cất chén đắng này cho con, nhưng xin đừng theo ý con mà theo ý Cha. Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy đến kêu xin lòng thương xót của ta. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin trái tim Chúa che chở các linh hồn nguội lạnh, mặc dù họ đã làm cho Chúa ngao ngán, nhưng xin Chúa ban ơn cho họ trở nên ngọn lửa sốt mến. Ôi lạy Chúa Giêsu đầy nhân hậu, hãy rủ lòng thương xót bao la để lôi kéo họ trở về tình yêu nồng cháy của Chúa,
và xin Chúa ban cho họ tình yêu thánh thiện. Cậy vì công nghiệp của Chúa, lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn nguội lạnh, dầu sao thì họ cũng được che chở bởi trái tim từ bi Chúa Giêsu. Lạy Cha giàu lòng thương xót, cậy vì sự cay đắng thống khổ của con yêu dấu Cha và ba giờ người hấp hối trên thập giá, chúng con nài xin Cha cho họ cũng được hết khen lòng thương xót của Cha. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, Satan sướng hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấm sinh lưng và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho áng tâm quân thù, đừng giao người cho áng tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần 9 ngày chúng con chạy đến với lòng thương xót Chúa. Chúng con cầu nguyện cách riêng cho những người khô khan nguội lạnh. Chúng con cũng xin ơn chữa lành hồn xác cho mỗi người chúng con, cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, những người đang gặp khó khăn và quý vị ân nhân của chúng con còn sống hoặc đã qua đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tôn vinh thánh danh Giêsu chi thôi. Ơn thân trong tâm hình rất nhỏ mọn, này là của ăn lương thượng thiên thần. Đây chính thần ngồi lời ăn nao mình, để ban lương thực nuôi dưỡng nhân loại. Ôi kinh lạy Thánh Thể tình yêu, Giêsu Chúa ơi, con tôn kính Chúa. Chúa yêu con trao mình mau bánh rượu, vì thương chúng con nên đành hạ mình, đem hiến dâng nuôi hồn chúng tư hèn. Tình yêu thương nào ai đã bao đêm, ôi kính lạy Chúa cả trời cao. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại, bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen.
ngợi ca. Lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thang nơi Ngài. Chiều đồi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, thâm từ Ngài đã hiến dâng màu đào để cứu chuộng con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn đầy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay là ngày thứ 9, ngày cuối cùng của tuần 9 ngày khấn lòng thương xót. Xin mời cộng đoàn cách riêng các bệnh nhân hướng về mẹ Maria. Chúng ta khấn với Đức Mẹ cách riêng cho các bệnh nhân. Lạy mẹ Maria, chúng con dâng lên mẹ tất cả các bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân ung thư, những bệnh nan y, những bệnh mà làm cho bệnh nhân đau đớn nhiều. Xin mẹ thương xót, mẹ là mẹ của lòng thương xót. Mẹ nói với Chúa Giêsu của lòng thương xót, thương ban ơn chữa lành hồn xác cho chúng con. Chúng ta đọc ba kinh kính mừng và kinh khấn Đức Mẹ cho các bệnh nhân. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hâm hôi, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiên quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người dân muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đang được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cứng và tung bận. Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình tung quân, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ương vọng, những dư tinh hằng tha thiên đường thực hiện. Xin mẹ hãy ở bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân tranh phận, những người đã hoặc đang có ý muốn tự tử, những người bừng tưng và chơi rùa Thiên Chúa, những người không được diêm phúc nhận biên Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Amen. Nữ vương các bệnh nhân cầu cho chúng con. Nữ vương các bệnh nhân cầu cho chúng con. Nữ vương các bệnh nhân cầu cho chúng con. Chúng ta đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa,
xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tội, nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân đứng Chúa trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.